Uni Media. Simple pies here, two options to answer. 60 seconds for Vietnamese only, and 90 seconds for bilingual Vietnamese English. The other two will wear headphones. Câu hỏi, chúng tôi đã nhận được của ban tổ chức. Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai? Where do you see yourself in the next 5 years? 5 years ago, I was just a normal student. I had not too much. 5 years later, now, I reach my dream. I have my dream job as an influencer. I have my own fashion brand. And I'm inspiring so many young women out there. And 5 years later, I'm gonna keep doing what I'm keeping now. Inspiring women to be themselves, to love themselves, and to spread positive energy. Because we women, we are strong together. Be I love you! Be the woman! Thank you! Xin được cảm ơn Lê Thảo Nhi. Cảm ơn bạn. Thank you. Và tiếp theo xin mời thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên đến với phần thi ứng xử. Quyết tâm là một trong những đặc điểm của Tiên mà đã giúp mình vượt qua rất nhiều khó khăn và có thể đứng được trên sân khấu của Miss Universe Việt Nam 2022 hiện nay. Và cho dù là năm hay 10 năm tới nữa, Tiên vẫn luôn dặn dò bản thân phải luôn quyết tâm, hết mình, luôn luôn cống hiến, phải là một người có ích và luôn hết mình vì cộng đồng. Và Tiên mong muốn rằng mình có thể truyền được nguồn năng lượng, truyền được nguồn cảm hứng này đến với các con của mình. Bạn là chính bạn, hãy tự tin, hãy can đảm và hãy lẽ là chính bạn. Determination has been one of my features. That this has taught me a lot of things. And even in 5 or 10 more years, I always remind myself to be determined, to have courage, to try my best, and give my everything to the community. And I want to be an inspiration to all the girls. Be bold, be confident, and be you. Xin chúc mừng Thủy Tiên với câu trả lời ứng xử top 3 của mình. Chúc mừng bạn. Và ngay bây giờ xin mời thí sinh còn lại Nguyễn Thị Ngọc Châu. Câu hỏi dành cho Ngọc Châu cũng như hai thí sinh trước đó. Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai? Where do you see yourself in the next 5 years? Bạn sẽ trả lời theo phương án nào? 90 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Dạ, trong 5 năm tới thì Ngọc Châu vẫn sẽ là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi chính giấc mơ của mình, là mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em. Xin cảm ơn ạ. Here, I should be me with the warm heart and the arm ready to action to do for the Vietnamese children. And I want to bring them the equal education, a healthy care, and a lot of love. Thank you. Xin chúc mừng. Chúc mừng Ngọc Châu và xin cảm ơn bạn với câu trả lời ứng xử này. Xin cảm ơn các bạn. Và quý vị thân mến, xin được chúc mừng top 3 đã hoàn thành phần thi ứng xử trong đêm nay. Một lần nữa thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng top 3 Hoa hậu Hoàng vòng Việt Nam trước khi đến với phần công bố các giải thưởng. I'm not the way that I say. There's nothing else. I'm not the way that I say.
could be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And all that surface I want to be. And I pray for everyone. I don't shut you down to be true. I take my eyes. You're too good to be true. Can't take my eyes.